Rồi, mến chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng nông cơ Nguyễn Văn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương, thị trấn Gia Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một động cơ dầu Mitsubishi NM7 nha anh em. Thì con này nó là 7 ngựa nha. Tua 2002 tới 2004 ha. Thì con này ngoại hình còn khá là đẹp luôn anh em. Giá rất là rẻ luôn. Anh em nào mua thì em xả hàng, bên em sẽ xả hàng bớt mấy con dòng này, động cơ này. Giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em có thể liên hệ số điện thoại là 0913948706. Số điện thoại em có để trong màn hình á. Mình có thể kết bạn Zalo, gọi trực tiếp để test máy nha anh em. Máy thì cực kỳ đẹp, dòng máy này là ken sò ben luôn, Mitsubishi, lóc liếc đồ, còn nói chung là còn đẹp, cực kỳ đẹp luôn, được dầu luôn anh em. Đây. Cái này thì cái kiểu của nó vậy nha. Cái này là nó bị về, nó thiếu cái đắp nước. Anh em mua thì em bỏ đắp nước vô cho anh em. Còn bô cái này thì mà bị nhôm nè. Trắng tinh luôn ha, bô. Đây. Ở ngoài cái bảo vệ của nó bằng nhôm, ở trong đây thì sắt nha anh em. Bô sắt nha. Còn nước xi đẹp, cực kỳ đẹp. Bao bánh chớn luôn nè. Polyrin của nó luôn, polyrin nó xài có mực rồi. Con này xài siêu bền luôn, rẻ bền đẹp là kêu bằng con này nè. Đây mã số của nó nè, NM7 anh em. Cái mã số của nó là 31195. Đây 31195 nha anh em nhớ nha. Bên này anh em nào thích con này thì mình mua về sử dụng, mình có thể gọi điện để chốt đặt cọc, và bên em sẽ giao máy tận nơi cho anh em ha. Thì bưu điện sẽ gửi về tới nhà cho anh em. Rồi em sẽ tách máy nổ anh em xem ha. Máy thì bảo hành cho anh em 1 năm nha, để tránh tình trạng bị lừa gạt thì anh em có thể gọi điện trực tiếp, gọi điện Zalo video đó trực tiếp để xem máy ha. Để tránh tình trạng mấy cửa hàng khác giả mạo nha anh em. Em xin chào tạm biệt. Để lộn, em sẽ quay máy tính máy nổ anh em xem. Máy là bơm nhớt cực kỳ mạnh luôn nè. Máy khi mà nó nổ ra là nó sẽ bơm ra màu xanh nha anh em. Còn nó không bơm nhớt là nó sẽ thụt vô nha. Bơm nhớt cực kỳ mạnh luôn, nè thay vô không nổi luôn á. Gan tay là đếm từ tiếng một luôn, nghe tiếng máy nổ chắc nổi. Máy là bao hơi bao khói cho anh em ha, bảo hành 1 năm, giá rẻ mà còn được bảo hành 1 năm nữa anh em. Thứ mấy cái dòng này lợi dầu lắm anh em. Xài mình khoảng 3 lít dầu là mình chạy cả ngày luôn. Anh em nào mua chạy vỏ lãi qua hộp số đồ, hoặc là cái này dòng này chạy qua hộp số nhỏ nhỏ đồ, chạy vỏ lãi nhỏ nhỏ đồ là chạy đi câu cá đồ đó, hoặc là bơm nước rồi nè, bơm nước gia đình đồ là chạy phát điện đồ là cực kỳ ngon, quá trời đã. Cái dòng này bên em còn, nói chung là còn khá là nhiều nha. Về lô này chắc cũng được khoảng 20 con máy loại giống vậy. Cái dòng này đợt em bán hơi bị nhiều quá anh em. Dòng này ta ưa chuộng chạy oxy rồi đó. Ta chạy oxy cái oxy mà ta nuôi ở đùm tôm rồi đó. Thôi xong. Nó văng cái đà xuống tắt máy luôn. Rồi anh em nào mua mình có thể liên hệ số điện thoại em để trong màn hình ha. Rồi em xin chào tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho em ha.